Tối ngày 7 tháng 7, đội cảnh sát kinh tế Công an quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng phối hợp với Công an phường Hòa Minh đã phát hiện và bắt quả tang một kho hàng nằm giữa khu dân cư chứa một lượng lớn tương ớt bốc mùi hôi thối. Cụ thể, tại địa chỉ 189 Nguyễn Chích do ông Lê Nhật Trung, 56 tuổi và bà Lê Thị Lý, 53 tuổi cùng trú phường Thuận Phước, quận Hải Châu làm chủ, Công an quận Liên Chiểu đã kiểm tra và phát hiện kho hàng đang tập kết hàng trăm bao tải bên trong chứa tương ớt, không có nhãn hiệu, không có hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ, không có giấy chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm, tổng trọng lượng khoảng 2 tấn. Qua làm việc, ông Trung và bà Lý khai nhận số hàng hóa này mua của một cá nhân tại Quảng Ngãi vận chuyển về Đà Nẵng, sau đó sẽ chuyển dần về số 114 Huỳnh Lý sang chiết, cung cấp cho các tiểu thương ở chợ Cồn, chợ Hàng và một số chợ quán ăn trên địa bàn thành phố để tiêu thụ. Bên cạnh đó, kho hàng trên còn thường xuyên bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng đến đời sống của người dân xung quanh. Hiện toàn bộ kho hàng đã bị niêm phong để phục vụ cho quá trình làm rõ vụ việc.